mừng các bạn đến với chuyên mục giới thiệu các ca khúc hay trong sinh hoạt đội với chủ đề 80 mùa hoa, đời ta lớn lên cùng đất nước. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ca khúc Tiến lên đoàn viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nhạc sĩ Phạm Tuyên có thể xem là cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam, cùng những bài hát đi cùng lịch sử đất nước với những câu chuyện về những sự kiện, thời khắc lịch sử, đặc biệt là các ca khúc dành cho thiếu nhi. Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác gần 700 tác phẩm, trong đó có hơn 200 ca khúc dành cho thiếu nhi. Các bài hát của ông với đa dạng về phong cách, thể loại, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của trẻ em hiện nay. Năm 2012, ông được nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 4 về văn học nghệ thuật cho các tác phẩm như Có Bác Hồ trong Ngày Vui Đại Thắng, Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi, Chiếc Đèn Ông Sao, Chú Voi Con Ở Bản Đôn, Tiến Lên Đoàn Viên. Khi đề cập đến hoàn cảnh ra đời của ca khúc Tiến Lên Đoàn Viên, thì nhạc sĩ Phạm Tuyên bỗng trở nên hào hứng, sôi nổi và trẻ ra rất nhiều. Ông kể rằng, hồi đó là mùa xuân 1954, khi quân và dân ta đang ngày đêm nỗ lực lập công để làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ông đang là giáo viên dạy nhạc kiêm dạy văn của trường đào tạo cán bộ học sinh ta ở Nam Ninh, Trung Quốc, khi nhận được tin ở trong nước, tổ chức đội và đoàn có chủ trương phát triển những em thiếu nhi lớn, có đạo đức, nhiệt tình để chuyển vào sinh hoạt trong đoàn thanh niên cứu quốc. Ông liền hào hứng tham gia và những nốt nhạc đầu tiên của ca khúc Tiến Lên Đoàn Viên ra đời. Ca khúc vừa ra đời đã lập tức được nhân lên hưởng ứng và hát vang trong các buổi sinh hoạt. Nhạc sĩ xúc động kể tiếp. Một thời gian sau, ngày chúng ta tiếp quản thủ đô, tôi chuyển về công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, là trưởng đoàn ca nhạc vào thời kỳ đồng khởi. Tôi rất vui khi nghe tin rằng đồng bào Bến Tre đặt lệnh lời bài hát nhằm hưởng ứng chủ đề và việc động viên con em đấu tranh với bọn Mỹ, Ngụy. Một lần, Phạm Tuyên được mời tham dự lễ kết nạp đoàn ở một cơ sở nọ. Một số nữ sinh khi hát bài Tiến Lên Đoàn Viên đã bất chợt và khóc. Giai điệu bài hát vốn rất rộn ràng, tươi vui, bởi vậy thái độ của một nữ sinh họ đã khiến nhạc sĩ ngạc nhiên. Ông hỏi chuyện. Té ra, các em khóc phần vì tiếng tiết tuổi thiếu niên đã qua, phần vì xúc động bởi trách nhiệm lớn hơn đang đặt lên vai mình. Những lời tâm tình cùng với những giọt nước mắt của các em đã khiến nhạc sĩ xúc động, chan lẫn với niềm vui khôn tả. Còn bây giờ, mời các bạn đến với ca khúc Tiến Lên Đoàn Viên nhé!